Câu 1. Tổ ăn có 14 học sinh, trong đó có 10 nam, 4 nữ. Giáo viên cần chọn 5 bạn để biểu diễn văn nghệ đầu tuần. Tính xác suất chọn được ít nhất 2 nữ. Hướng dẫn, gọi A là biến cố. Chọn được ít nhất 2 nữ. Trường hợp 1. Vì cần 5 người, trong đó có ít nhất 2 nữ, mà tổ ăn có 4 nữ và 10 nam nên ta có số cách chọn 2 nữ và 3 nam là C24 nhân C3 10 bằng 720. Tiếp theo chúng ta sẽ tăng số nữ lên và giảm số nam xuống nhưng vẫn đảm bảo tổng là 5 người. Ta có trường hợp 2. Số cách chọn 3 nữ và 2 nam. C3 4 nhân C2 10 bằng 180. Tương tự, trường hợp 3, số cách chọn 4 nữ và 1 nam. C4 4 nhân C1 10 bằng 10. Không còn trường hợp nào nữa vì số nữ để cho tối đa là 4. Vậy, số phần tử của biến cố A bằng 720 cộng 180 cộng 10 bằng 910. Số phần tử của không gian mẫu omega bằng C5 14 bằng 2002. Xác suất của biến cố A bằng N của A chia cho N của omega bằng 910 chia cho 2002. Rút gọn bằng 5/11. Câu 2. Tổ ăn có 14 học sinh, trong đó có 10 nam, 4 nữ. Giáo viên cần chọn 5 bạn để biểu diễn văn nghệ đầu tuần. Tính xác suất chọn được ít nhất 1 nữ. Hướng dẫn, gọi A là biến cố. Chọn được ít nhất 1 nữ. Biến cố đối của A là không chọn được nữ nào. Không chọn được nữ nào tức là 5 người được chọn đều là nam. Nên số phần tử của biến cố đối của A là C5, 10. Số phần tử của không gian mẫu omega là C5, 14. Bằng 2002. Xác suất của biến cố A bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố đối của A tức là bằng 1 trừ cho N của A gạch đầu trên N của omega bằng 1 trừ cho C5 10 trên 2002 bằng 125/143. Câu 3. Cho M có tọa độ 2 trừ 5, N có tọa độ 3, 2, P có tọa độ 7, 5, viết phương trình đường tròn C có tâm M và tiếp xúc với NP, hướng dẫn NP. Có vector chỉ phương là vector NP có tọa độ là 4, 3, nên suy ra NP có vector pháp tuyến N có tọa độ là trừ 3, 4. Phương trình tổng quát của NP là trừ 3 nhân với x trừ 3 cộng 4 nhân với y trừ 2 bằng 0. Thu gọn được, trừ 3x cộng 4y cộng 1 bằng 0. Đường tròn C tâm M tiếp xúc với NP nên có bán kính R bằng khoảng cách từ M đến đường thẳng NP. Thế số vào công thức tính khoảng cách ta tính được R bằng 5. Vậy phương trình của C là x trừ 2 tất cả bình phương cộng với y cộng 5 tất cả bình phương bằng 25.